Mua quán chú nè con. Quán chú xịn hơn nhiều. Đây đây đây. Quán chú có bán đồ nhiều lắm nè con. Đây đây. Đây 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 đây. Quán chú có bán kẹo 5 màu. Mỗi màu có một vị khác nhau. Con ăn thử đi. Con mua chú lấy cây mới cho. Ngon con. Ngon thì á, đưa tiền chú bán cây mới cho. Khoan. Dừng khoảng lại 2 giây. Kẹo đó mà ăn món cái gì? Kẹo của cô. Vừa ăn sáng vừa có thể ăn kẹo được. Chứ không là. Quá. Dừng xéo luôn. Để cô lột cho con ăn thử nha. Ngon rồi mới mua cũng được. Trời, trứng gì không có cái trồng đỏ luôn. Trồng trắng vậy. Để ngược thôi mà. À, có trồng đỏ nè. Ngon quá à. Con muốn này. Ừ, đưa tiền đi con. Quay. Hả? Cái đó vừa ăn kẹo vừa ăn sáng đúng không? Cái của chú vừa ăn kẹo vừa chơi đồ chơi. Trồng trống xoay. Má quá. Con mua con mua. Ok ok, vậy trả tiền chú đi. Trả tiền chú đi lấy cái mới cho. Cái này cũng có thể chơi vậy. Vừa ăn sáng vừa có thể nụ bụp 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 nữa. Bỏ kẹo nổ vô bụp bụp giúp viên trứng vậy đó. Vậy là mua một được hai món kẹo. Kẹo nổ nữa. Ok con mua. Vậy đưa tiền cô đi. Khoan. Trứng thì chú cũng có. Món trứng nè. Không phải kẹo. Nhưng mà trong đây là cô la bá màu. Wow. Vậy con mua này mua mua này. Đưa tiền chú đi. Dạ. Khoan. Cô có món này. Tôi có nồi. Đâu là lột với chú. Cái này có thịt trứng rau cà rốt luôn con. Kẹo. Oh no. Không sao. Để chú gọi điện thoại nhập thêm hàng mới. Vừa là kẹo vừa đồ chơi. Chiếc điện thoại. Wow. Quá xịn lắm con. Mua trả tiền, mua trả tiền. Ok. Khoan. Của cô còn nữa. Có mì nữa con. Trời ơi, nó có hai tầng luôn hả? Xì chết quá. Chú phải hút một lít thuốc lấy tinh thần mới được. Cấm hút thuốc, đây chỉ là kẹo. Thật ra cái này là kẹo cam. Kẹo. Hả? Chạy nước miếng hả con? Nè nè nè, tiền, đưa tiền. Khoan, còn một tận nữa. What? Đó, sốt cà chua. Mì là phải có sốt cà chua, nhưng mà đây là sốt kẹo. Kẹo chay vô kẹo ăn mới ngon. Wow. Trời, thôi tôi chịu thua. Tôi đi uống nước đây. Chứ tôi khát nước quá, tôi không thi đấu nữa. Oh. Tôi uống nước mới được. Wow. Ấy, ai cho lấy kẹo của tôi? Này con. Nè, nè nè, xài tay cá, xài tay cá, xài tay cá. Đây đây đây, rất là lạ nha. Của nước ngoài à, tiếng nước ngoài nè. Wow, ăn thử đi. Vậy là giống nước ngọt luôn á. Con có thể đi cho anh bạn bè. Giả bộ đây nước ngọt mà lấy kẹo. Cầm đi. Trả tiền, trả tiền. Khoan, nước hả? Cô có nước này. Trời, vậy bà cũng có nữa. Wow, dễ thương quá à. Của Nhật Bản đó con. Cái Nhật đó, nè ta nhìn sao là ế hè. Ngon. Nước này phải lắc lắc lên. Sam nhưng mà là nước. Ngon. Giống xì lam đúng không con? Đó, sợ sệt. Uống đi con. Thèm quá, chịu không nổi. Mua đi rồi cô mới cho uống. Khoan. Khoan. Ủa liền. Nước uống chỉ là mà, chú cũng có nước uống à. Con có thể chơi lắp ghép. Con lắp ghép thành hình cái bồng cầu đi con. Con chế này vô nó sẽ trở thành nước soda nha. Nó là soda, nó sẽ xì dưới cái bồn cầu xì lên. Khi mà nó xì lên, con có thể tạt vô nhà cái bà này. Nói giỡn, con có thể uống đi con. Uống đi. Trời ơi, con uống bằng hút vậy. Mở cái mút ra. Hút vậy mới đã. Trời chua quá. Toilet đó con, toilet đó con. Kinh dị đó con. Trả tiền đi, trả tiền đi. Khoan, kinh dị hả? Wow. What? Kẹo rất là kinh dị. Trời ơi, vậy có gì đâu. Cũng là cục kẹo đó mà. Còn có thể dán được lên mặt luôn. Lấy tiền con nhỏ này khó thiệt. Cục xít hả? Chú có đồ chơi cục. Có gì đâu đặc biệt. Ta ta. Ê, ở trong nó có con. Ở trong nó có con nhỏ xíu, rất là cu te, dễ thương. Dễ thương hả? Trời ơi, dễ thương nó kìa. Vậy đưa tiền đi, đưa tiền đi. Trời đang chơi. Chơi nãy giờ ghiền quá rồi, đưa tiền. Khoan, có con ở trong hả? Đây, cũng có con ở trong.
Có con ở trong đó, chạy rất là nhanh. Wow. Không những có con ở trong mà còn có kẹo mút nữa nè. Đưa tiền đi con. Súp của cô rồi. Chắc là đang gọi. Không sao không sao, ăn đi rồi trả tiền. Ha ha, lần này tôi chiến thắng rồi. Ha ha, dễ gì chiến thắng. Đây, kẹo bàn tay có thể hít vừa ăn kẹo được luôn. Ăn đi con. Ha ha, vậy lần này ta chiến thắng rồi nha. Nani? Tôi cũng có kẹo lò xo nè. Ha ha ha, ta đã lấy được tiền rồi. Trong đây có kẹo vừa thổi được kèn luôn. Wow. Đưa tiền đi con, đưa tiền đi con. Hợp với bộ đồ của con luôn á. À, có kèn, tôi cũng có kèn. Trời, có kèn nó có gì đâu ghê. Có kèn lại kèn có đèn. Tên đèn. Có đèn nữa hả? Đẹp quá à. Ôi trời mời đời ơi chút ca đèn đèn đèn. Vừa hát karaoke rồi thèm ăn kẹo. Trời ơi, mình sắp thua rồi. Mình phải suy nghĩ ý tưởng nào thắng mới được. Tôi cũng có đèn vậy. Đồng hồ, ở trong có kẹo mút. Wow. Trời, thì đấy cũng là kẹo mút thôi. Kẹo mút này còn có kẹo cơm. Vừa ăn vừa có cơm ở trong nữa. Kẹo mút hả? Hello cutie pie. Cũng là kẹo mút thôi mà. Tháo ra 5 ngón 5 màu. Kẹo mút ba ngón tay hả? Trời ơi, nè, tôi cũng có kẹo mút nè. Trời, nó không thèm để ý luôn. Có gì đâu. Vậy là nó không chịu mua rồi. Trời, không có gì hết, thôi ăn cho rồi. Hả? Có đèn nữa hả? Thôi, không ăn kẹo mút đó con, ăn kẹo mút nhiều. Con phải đánh răng đi nha. Trời, con ăn kẹo mút đó là con phải súc miệng đó nha. Đây, chú coi bạn kẹo đánh răng nè, con đánh răng đi. Nice. Để chú đánh răng cho. Trời ơi, thì ra là kẹo mút bàn chảy đánh răng. Đánh răng xong rồi, con có thể mở này ra, có kẹo trong nữa. Thật ra kẹo này là để chấm ăn với lại cái bàn chảy. Này là kẹo kem đánh răng. Đưa tiền con, đưa tiền con. Khoan, kẹo mút hả? Tôi cũng có. Mở ra là kẹo mút hả? Ủa, cục kẹo đâu ta? Thắng rồi nha, thắng rồi. Đưa tiền, đưa tiền con, đưa tiền con. Ha ha, tôi dở thôi. Thật ra, đây, tiền. Wow, nè, làm tóc ngầu rồi. À, đây là mái tóc của nó. Dặn ra là kẹo. Trời ơi, tôi buồn quá. Tôi buồn quá, tôi lấy xe ra tôi chơi. Kẹo cộng với xe đồ chơi. Hai chiếc xe này hai bạn có thể đua nhau thắng cái lấy cục kẹo ở giữa luôn nè. Nè nè nè, mua con, đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền con. Không mua. Ủa, tại sao không mua? Tại tôi cũng có xe. Tên tên. Tôi đấu nãy giờ tôi đói bụng quá. Thôi tôi đi ăn, tôi không đấu nữa đâu. Tôi đi ăn. Bánh mì sandwich, trứng ốp la, kẹo rồi các kẹo. Tất cả đều là kẹo dẻo, mua đi. Wow. Qua qua thì đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền. Chụp móc đi. Ủa gì vậy, cái gúng mà. Đưa tiền tôi. Kẹo siêu cấp. Kẹo bóng bóng nữa, còn có thể gọi là hạt nở. Ủa, xịt nước ra luôn. Wow, ngon quá. Trời ơi, siêu cấp quá vậy. Sau cuộc thi này, chắc tôi phải đi bác sĩ khám bệnh luôn á. Tôi đau đầu quá à, khám bệnh thôi. Ông chít. Wow. Mua đi con, mua đi con, mới được ăn. Bà tự lấy đi nè. Khoan. What? Trời ơi, lại nữa rồi. Khoan, tôi hết mỏ rồi. Yeah, vậy là tôi thắng rồi. Nani? Giỡn thôi, ở trên là đồ chơi, ở dưới có kẹo luôn nha. Trời ơi, cái này giỡn, đồ chơi nãy giờ có rồi. Mặt nạ Squid Game. Qua, wow, con thích này lắm nè. Khoan, Squid Game hả? Cái đó clip trước quay rồi, đồ giỡn, Squid Game mới là cái này. Qua. Wow. Tách kẹo dẻo. Wow. Ê, được. Kẹo dẻo quá nha. Đây lên tròn nè, có thể tách luôn đi con. Trời, vậy cũng có nữa. Thôi, tôi nghỉ bán, cạnh tranh với ông mệt quá. Nghỉ bán. Trời, nghỉ bán vậy là còn quá trời kẹo đây. Tất cả con kẹo này thuộc về tôi hả? Yeah. Nhưng mà tôi không ăn kẹo nhiều nên tôi dành hết cho bạn nhỏ này luôn. Wow.